Nam diễn viên đình đám Hồng Đăng tiếp tục vướng nghi vấn thân mật với gái lạ. Mới đây, mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền những hình ảnh về một người đàn ông có ngoại hình rất giống với nam diễn viên Hồng Đăng. Bức hình ghi lại cảnh nam diễn viên đang ngủ say trong tư thế cởi trần. Bên cạnh là một cô gái tự nhận mình là fan cứng của nam diễn viên đã hâm mộ anh từ lâu. Cô còn dành những lời khen ngợi nam diễn viên không những đẹp trai mà còn rất tình cảm. Dù không rõ thực hư của những bức ảnh này như thế nào, song nhiều người đã bày tỏ sự ngán ngẩm trước đời tư của nam diễn viên bởi trước đó ồn ào bị cáo buộc xâm hại cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha còn chưa sáng tỏ thì nay lại xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm này. Một số người thì lại đoán rằng có thể nam diễn viên đang đóng một dự án phim và đây chỉ là cảnh diễn trong bộ phim đó, hoặc thực chất đây chỉ là tác phẩm do Photoshop. Bởi nếu những bức hình này là thật thì cơ hội quay trở lại sân khấu là rất khó khăn với nam diễn viên Hồng Đăng.